Thực chất của Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng Giêng năm 1919, một hội nghị hòa bình được triệu tập tại Versailles, đặc biệt có sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ, thời đó là Thomas Woodrow Wilson. Nguyễn Ái Quốc đã len lỏi tới hội nghị, đích thân trao đến hội nghị Versailles một bản yêu sách gồm 8 điểm như sau. 1. Ân xá cho tất cả các chính trị phạm bản xứ. 2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách ban bố cho người bản xứ cũng được những bảo đảm về pháp lý như người Âu Châu. Xóa bỏ hoàn toàn và triệt để các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố và áp bức đối với bộ phận trung thực nhất ở dân An Nam. 3. Quyền tự do báo chí và ngôn luận. 4. Quyền tự do lập hội và hội họp. 5. Quyền tự do xuất ngoại và đi du lịch nước ngoài. 6. Quyền tự do giáo dục và thành lập các trường kỹ thuật chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ. 7. Thay thế chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. 8. Có đại biểu thường trực của người bản xứ do bản xứ bầu ra tại nghị viện Pháp để giúp nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ. Nhân danh cuộc đấu tranh cho quyền sống của người dân tộc Việt, Nguyễn Ái Quốc đã đòi hỏi 8 điều căn bản trên. Nhìn lại giai đoạn này của lịch sử, ai cũng nhận thức được và tán dương lý tưởng của người thanh niên Ái Quốc này. Và chắc chắn một điều là khi bản yêu cầu 8 điểm được công bố, mọi người Việt cả trong lẫn ngoài nước đều tin tưởng rằng sau này nếu Nguyễn Ái Quốc giành được độc lập tự do từ thực dân Pháp thì nhất định nước ta sẽ có được chế độ dân chủ. Nhưng như đã thấy, thực tế rất đau đớn, phũ phàng. Lúc chưa nắm quyền bính, Hồ Chí Minh đã hô hào đòi hỏi thực hiện đầy đủ các quyền tự do căn bản cho người dân. Nhưng khi đã cầm quyền, một điều nhỏ trong bản yêu sách cũng không có, nói chi tới 8 điều. Thiết tưởng cũng nên duyệt qua từng điểm trong bản yêu sách để thẩm định xem Hồ Chí Minh và đám lâu la của Hồ về sau có thực hiện được điểm nào hay không, và nếu có thì thực hiện một cách ngay thẳng hay vòng vèo hoặc bằng xảo thuật ma quỷ. Điểm thứ nhất, ân xá cho tất cả các chính trị phạm. Sau ngày miền Bắc Việt Nam rơi hẳn vào tay của Hồ, số phận của các tù binh chiến tranh ra sao? Tất cả từ cấp bậc binh nhì cho đến sĩ quan chẳng may rơi vào tay quân Cộng sản trong lúc chiến đấu. Đều bị giam giữ, đầy ải tại các trại tập trung, tận những miền núi âm u giá lạnh suốt khoảng thời gian trên dưới 20 năm. Nếu Liên Xô có địa ngục Tây Bá Lợi Á, thì Hồ Chí Minh cũng có trại âm phủ Lý Bá Sơn, giam cầm, đầy đọa, không xét xử, không bản án. Một ông lính phèn cũng không tha, nói gì tới chuyện ân xá các chính trị phạm. Vốn được liệt vào đối tượng phản động, cần phải nhốt lại đó, chờ ngày tiêu diệt bất chấp công pháp quốc tế, bất chấp những lời kêu gọi khẩn thiết của Hội Ân xá quốc tế. Từ sau ngày đám môn đệ của Hồ Chí Minh cưỡng đoạt luôn miền Nam, tình trạng tù sạc càng trở nên khủng khiếp hơn vạn lần. Những người bị Cộng sản coi là ngụy quân, ngụy quyền đã bị lùa vào các trại lao động khổ sai, từ ngày ấy đến nay vẫn còn có người vẫn chưa được thả về với gia đình. Tất cả chỉ vì cái tội đi lính, làm việc và đồng lý tưởng quốc gia với chế độ cũ. Trại cải tạo mọc lên đầy khắp đất nước, từ tỉnh Lào Cai sát biên giới Trung Quốc, tới tận mũi Nam Căn, sông Ông Đốc, đầm lầy đĩa lội như bánh canh, đầu đầu cũng có những người tù ngụy, gò lưng, kéo gỗ, súc hoặc cúi cổ kéo cày thay trâu. Dưới thời Pháp cai trị, Cộng sản kêu gào ân xá cho đồng bào ruột thịt đấu tranh cho lý tưởng dân tộc, bị Pháp gán tội làm chính trị chống lại nhà nước Lăng Sa. Trong thâm tâm, Cộng sản chỉ muốn thu phục cảm tình của đồng bào để dọn đường thuận lợi cho các hoạt động khuynh loát của chúng về sau. Điều này đã được chứng minh là sau khi Cộng sản nuốt trọn cả đất nước, chúng đã chẳng hề dung tha cho những người đã bất đồng chính kiến, những người đã từ chối chấp nhận ý thức hệ Cộng sản. Dù gì đi nữa thì đây cũng chính là đồng bào ruột thịt của mình, cùng da vàng máu đỏ, cùng ngôn ngữ, cùng tổ tiên, cùng chủng tộc với mình, sao lại nỡ nhẫn tâm đầy ải cho chết dần chết mòn trong các trại tập trung lao động khổ sai gớm ghiếc. Trong khi Hồ Chí Minh và đám môn đệ giả nhân giả nghĩa yêu sách thực dân Tây trả tự do cho người Việt đấu tranh thì chính họ lại không hề nỡ tay một chút nào đối với đồng bào của mình. Đã không ân xá lại còn lập thêm trại tù để giam nhốt không xét xử. Thôi thì đủ loại tù, tù chính trị, tù kinh tế, tù văn học, tù tôn giáo, tù chụp mũ, tù vì không đủ tiền nộp thuế, tù vượt biên. Tình hình lao tù ở Việt Nam do đó trở nên khủng khiếp đến độ lương tâm nhân loại xót xa rúng động.
Hội Ân Xá Quốc tế đã hơn một lần lên tiếng kêu gọi Phạm Văn Đồng xét trả tự do cho tất cả tù nhân đang bị trúng cầm tù vô hạn định trước áp lực của công luận thế giới, và cũng để phần nào xoa dịu mức căm phẫn Cộng sản Việt Nam buộc lòng phải nhân nhượng đôi chút. Nhưng sau đó, đâu lại vào đấy, chúng lật lọng tráo trở, sáng tha tối bắt lại và cứ thế tiếp tục giam giữ không ấn định hạn tù mãi cho đến bây giờ. Hồ Chí Minh thường hô hào bài phong đã thực, nhưng xét cho cùng, thời phong kiến thực dân cũng còn nhân đạo hơn Cộng sản rất nhiều. Trong lịch sử nước nhà đã ghi rõ, năm 1427, trên 20.000 quân binh bị bắt hay đầu hàng, mặc dầu khi chiếm cứ đất nước Việt, người Minh đã tỏ ra rất tàn ác. Vua Lê Thái Tổ, giai đoạn 1428-1433, đã không nghe lời những người chủ trương giết người Minh để trả thù cho nhân dân Việt Nam. Trái lại, nhà vua đã cấp cho quân Minh chiến thuyền cùng lương thực để họ thông thả trở về quê quán. Nhà Thanh lấy danh nghĩa giúp vua Lê Chiêu Thống kéo quân vào phía Bắc Việt Nam, giai đoạn năm 1788-1789, bọn quân ô hợp này cũng cư xử bạo ngược đối với nhân dân ta. Ngoài ra, còn hàng ngàn người Hoa Kiều cư ngụ trên đất Việt cũng đã tiếp tay với nhà Thanh trong mưu đồ lấn chiếm, áp bức, bạo tàn, hiếp đáp người dân lành. Nhưng sau trận chiến thắng Anh Liệt Đống Đa, vua Quang Trung giai đoạn 1788-1792 đã tha thứ miễn tội cho tất cả. Các tù binh nhà Thanh đã được đối xử tử tế, tập trung lại một chỗ và được cấp cho lương thực, ăn uống đầy đủ. Sau đó, những người Hoa này đều được cho về nước. Vua Quang Trung lại còn làm bài văn để tế các binh sĩ tử trận của nhà Thanh. Đây là truyền thống của dân tộc Việt Nam, cách cư xử của các bậc tiền nhân có khác: đức độ, khoan hồng, rộng lượng, bao dung. Còn Hồ Chí Minh và đám đồ đệ của ông ta đã đối xử quá tàn tệ, độc ác đối với đồng bào ruột thịt của mình, quá hẹp hòi, xấu xa, đi ngược lại truyền thống dân tộc. Do đó, có lắm người gọi là Hồ Tiểu Nhân và bè lũ rắn rết. Hồ Tiểu Nhân đã ra tay xé bỏ Hiệp định Geneva, còn bè lũ rắn rết đã mạnh tay xé bỏ Hiệp định Paris để xu quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Hội Ân Xá Quốc tế, Hội Bảo vệ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các hội đoàn, tôn giáo, các thế lực ở Mỹ, ở Anh, Pháp, nói chung ở tất cả các quốc gia thượng tôn quyền sống của con người, đều đã bất lực trước thái độ ngoan cố của Hồ Tiểu Nhân và bè lũ rắn rết, không còn đếm xỉa đến nhân quyền và dân quyền. Điểm thứ hai, cải cách nền công lý ở Đông Dương bằng cách ban cho người bản xứ được hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người Âu Châu, bãi bỏ hoàn toàn và triệt để các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam. Hồ Chí Minh đòi có những bảo đảm pháp luật cho người dân An Nam ta, nhưng khi Hồ cầm quyền, người dân Việt dưới chế độ Cộng sản đã được Hồ ban cho những đảm bảo pháp luật nào? Công an bắt người không cần lệnh của tòa án, giam giữ người không xét xử, đối xử tàn tệ. Bị cáo không có người biện hộ vì không có hệ thống luật sư. Khi đổi mới tư duy mới thấy có luật sư, nhưng lại là luật sư do nhà nước chỉ định, cải theo chỉ thị viết sẵn. Lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng là một, không có ranh giới bất khả xâm phạm. Ông bí thư huyện ra luật, ổng thi hành hay không thi hành thì tùy ý. Và khi có phiên tòa án nhân dân, lại cũng chính ổng ngồi ghế chánh án. Tình hình bao thầu này rất phổ biến từ cấp ấp, xã đến huyện, tỉnh, thành phố. Nơi nào có tổ chức viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân thì thành phần xử án chữ nghĩa chẳng đầy, lá mít. Những quan chánh án đẳng cấp cỡ như Tư Bù Lon, năm nhọn, hai lá, sáu phèn, bảy mực, quả là rất nhiều. Quan nào học cao lắm cũng chỉ lớp 6 hoặc tốt nghiệp cấp bằng tiểu học là cùng. Người dân Việt ruột thịt được quyền sinh sống lao động dưới sự bảo vệ chặt chẽ của hệ thống công an mặt mày lúc nào cũng hậm hực, đằng đằng sát khí. Hộ khẩu là phương thức quản lý con người tuyệt diệu. Con cái đến thăm nhà cha mẹ ở lại đêm, không đến phường đăng ký tạm trú một đêm chắc chắn sẽ được công an chiếu cố. Luật ở tù, lay cũng được ban hành, mỗi nhà được lệnh phải để ý dầm chừng nhà bên cạnh và phải kịp thời báo cáo những sinh hoạt mờ ám, nếu không khi công an phát giác được sẽ bị kể là đồng lõa và đi tù lay. Ban đêm đi đường tối bị du đảng cướp giật tấn công, kêu la sát cổ họng chẳng thấy công an nào tới can thiệp, nhưng nhà có dỗ cưới hỏi đầy tháng thôi nôi là có ngay công an tới xét hỏi giấy phép tổ chức tiệc tùng. Nền công lý 3 số 5 được thiết lập khắp nơi, đến nay thì phát triển thành công lý chỉ và cây. Cây là chữ tắt của một luận vàng. Đấy, chỉ kể sơ một vài
bảo đảm luật pháp cho người dân ruột thịt dưới chế độ Hồ Chí Minh. Cũng trong điểm yêu sách này, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến việc người Pháp phải dẹp bỏ các tòa án đặc biệt ngoài luật định được dựng lên chỉ nhằm mục đích duy nhất là đàn áp khủng bố những người đấu tranh cho dân tộc Việt bằng những bản án hành hình, tù chung thân khổ sai. Nhưng đến khi Hồ nắm quyền cai trị thì Hồ đã quên mất lý tưởng đó. Hồ đã thay thế hệ thống tòa án đặc biệt của Tây bằng hệ thống mạo danh là tòa án nhân dân lưu động, muốn xử án chỗ nào thì dọn gánh tới chỗ đó, xử bằng thủ đoạn cò mồi, từ phía sau thúc giục dân đưa tài biểu quyết kết án. Hình thức tòa án nhân dân ghê rợn nhất là tòa án cải cách ruộng đất, một phương tiện thực hiện những vụ đấu tố cày đứt đầu, chôn sống người dã man nhất trong lịch sử nhân loại. Hồ Tiểu Nhân chủ trương thiết dựng một nền công lý sắc máu để bôi xóa những giềng mối vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em máu mủ truyền thống của dân tộc. Con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, trò đấu tố thầy, can thường đạo lý cơ hồ tan nát dưới hệ thống luật rừng của Hồ Chí Minh. Điểm thứ ba, tự do báo chí và tự do ngôn luận. Lịch sử nhân loại đã từng ghi nhận rất nhiều chế độ tàn bạo, Tần Thủy Hoàng, Nero, Hitler, nhưng xét cho cùng vẫn chưa có chế độ nào vô nhân đạo bằng chế độ cộng sản. Các chế độ độc ác như Tần Thủy Hoàng, Nero, Hitler cũng chỉ sử dụng bạo lực để bóp họng người dân cho tắt tiếng nói. Riêng cộng sản ngoài bạo lực cường quyền, họ còn dùng hàng nghìn loại thủ đoạn ma quỷ để bóp chết tiếng nói phẫn uất của người dân. Các chế độ bạo ác thời xưa sử dụng bạo lực, người dân khôn khéo lòn lách, vận dụng chút đỉnh mưu trước để phổ biến tư duy của mình, nghĩa là vẫn còn tìm được lối thoát cho ngôn luận. Với cộng sản vốn bản chất thâm hiểm, đã từng sống len lỏi cọ sát với nhân dân như các tế bào trong một cơ thể, nên chúng đã nằm lòng mọi mánh khóe, phương pháp lợi dụng kẽ hở pháp luật của người dân. Do đó, vũ khí mánh lới không còn đem lại kết quả như ý, chưa kể đem lại những hậu quả nguy hiểm. Thật vậy, nói về nghề sử dụng thủ đoạn mánh khóe ma giáo thì người dân trong thế tự vệ làm sao đọ lại với ma đầu cộng sản. Cho nên ngay từ phút đầu tiên nắm quyền cai trị lãnh thổ miền Bắc, Hồ Chí Minh đã chiếu chỉ cho tập đoàn thừa hành áp dụng ngay chính sách văn nghệ chỉ huy. Nhà văn chỉ cầm bút viết, còn cái đầu tư duy là của đảng, viết theo lệnh, viết theo đơn đặt hàng. Nghệ sĩ trình diễn chỉ là những con rối, ca sĩ chỉ hát bài ca của đảng. Các loại ca khúc bước lên đầu thù, trèo lên nóc nhà, thừa thắng xốc tới, thậm chí đến cả giọng hát cũng phải là loại giọng xe lửa rú. Trái tim của nghệ sĩ không được ấp ủ những tình cảm êm ái dịu dàng, thiết tha mà phải là loại Lenin luôn luôn rực lửa căm thù. Nói đúng ra, vào thời gian đầu nắm quyền, tập đoàn Hồ Chí Minh đã tỏ ra phần nào đó nhượng bộ báo chí, tạm chấp nhận một vài hình thái, ngôn luận có chừng mực. Sở dĩ vậy là vì Hồ mới nắm quyền, việc tổ chức còn bề bộn, phải dành nhiều thời giờ cho những việc quan trọng hơn. Lại nữa, quan thầy Nga Sô phái đặc sứ Mikoyan sang Hà Nội, dạy cho Hồ Chí Minh phải làm gì thích hợp với thời gian đầu củng cố chính quyền, đặc biệt là phải biết nới tay. Hai diễn biến kế tiếp tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông công bố chính sách trăm hoa đua nở, và tại Ba Lan, công nhân nổi loạn Posen đã khiến Hồ lúng túng, nên chưa dám nghĩ tới việc đẩy mạnh cuộc tẩy não văn nghệ sĩ báo chí. Lợi dụng kẽ hở nới năng này, một vài tờ báo tư nhân như tờ Thời Mới vẫn cố tiếp tục xuất bản được ngày nào hay ngày ấy. Dù sống thoi thóp, tờ báo vẫn dám nêu ra một số vấn đề mời độc giả tham luận, với dụng ý là biếm nhẽ một vài lề thói sinh hoạt của đảng. Chẳng hạn vấn đề yêu nhau có cần tiêu chuẩn hay không, rõ ràng nhằm dụng ý đã phá tệ đoan lấy chồng chỉ nhắm vào tiêu chuẩn cán bộ bốn túi, nhưng khai mào cho cả một chiến dịch chỉ trích đường lối của đảng. Công đầu phải dành cho giai phẩm Mùa Thu, ra đời vào tháng 8 năm 1956, quy tụ một nhóm văn nhân có khuynh hướng đối kháng: Phan Khôi, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đan, Hoàng Cầm, Nguyễn Mạnh Tường, Quang Dũng, Phùng Quán, Hữu Loan. Sau giai phẩm Mùa Thu, nhóm này ra luôn nhân văn giai phẩm, có định kỳ hẳn hoi. Phấn khởi trước phong trào đối kháng, giới sinh viên đại học bắt đầu xôn xao sôi nổi, xuất bản ngay tờ báo chống đảng Đất Mới. Tuần báo Trong Hoa của nhà thơ Nguyễn Bính cũng gia nhập phong trào. Tư tưởng phê phán chỉ trích tệ đoan dần dần ăn lan tới hệ thống báo của đảng như các tờ Cứu Quốc, Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân.
các tờ báo này cũng bắt đầu có ý kiến đối với những vụ tệ hại trong hàng ngũ cán bộ, nhất là những vụ tham ô chủ quyền hóa. Tuy nhiên, chỉ vì muốn giữ một chút thể diện của bà con làm báo, nên đám báo chí gia nô này vẫn một lòng một dạ với đảng. Bằng chứng là sau vụ phanh phui chỉ trích nào đó, câu kết luận bao giờ cũng là chỉ là nhất thời cá biệt, chứ bác và đảng bao giờ cũng sáng suốt. Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư rơi vào thế lúng túng không kịp phản ứng, chỉ há hốc mồm chờ đợi kế hoạch phản kích bằng bạo lực của đảng. Và bọn này không phải chờ đợi lâu, nhằm dọn đường cho biện pháp đóng cửa vĩnh viễn báo chí tư nhân, bịt miệng tất cả văn nghệ sĩ đối kháng. Hồ Chí Minh đã cho lệnh thi hành những thủ đoạn sau: khủng bố ngầm, chụp mũ, đóng cửa báo tư nhân, đấu tố giới văn nghệ sĩ. Cụ thể, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cấm các cơ sở mậu dịch bán giấy in cho báo. Thủ đoạn này không đem lại kết quả vì báo cáo đối lập được nhân dân ủng hộ, giúp tiền để mua giấy chợ đen. Khủng bố giới phát hành, ngày 5 tháng 11 năm 1956, báo Nhân Văn số 4 đã tố cáo sự việc như sau. Một khách hàng vào hiệu sách của khu Hồng Quảng hỏi: ở đây có báo Nhân Văn không? Ông chủ hiệu trả lời: có, nhưng báo Nhân Văn chết sớm. Thủ đoạn này cũng chẳng thành công vì báo Nhân Văn được sinh viên và học sinh đi bán. Bưu điện không gửi được phân phối báo Nhân Văn. Hành động đê tiện này của Hồ Chí Minh cũng bị Nhân Văn phản kháng bằng một câu châm chích: biết đâu mấy ông bưu điện thích báo Nhân Văn quá nên giữ lấy để đọc một mình. Hồ Chí Minh và đảng củng bố luôn cả độc giả. Hàng loạt cán bộ được tung ra phố phường, xông vào từng nhà một để giải thích rằng báo Nhân Văn là báo của phản động. Vụ này báo Nhân Văn cũng viết bài cho độc giả biết là cán bộ đi nói xấu báo, lại vào nhầm một nhà văn thuộc báo Nhân Văn. Vợ nhà văn đã trả lời nhiều câu đanh thép khiến mụ cán bộ của Hồ Chí Minh trơ trẽn câm miệng. Ngoài ra, Hồ Chí Minh chỉ thị cho cấp lãnh đạo công đoàn uy hiếp công nhân nhà máy in, buộc họ không được in báo phản động. Tuy nhiên, báo vẫn tiếp tục ra đều, không bị gián đoạn vì công nhân không tuân theo lệnh. Khủng bố và phá hoại ngầm không có kết quả. Hồ Chí Minh và đảng xoay sang đòn vu khống và chụp mũ. Chúng cáo buộc tất cả văn nghệ sĩ báo Nhân Văn là tay sai của địch. Tờ Nhân Dân của đảng dựng đứng chuyện chính phủ miền Nam triển lãm báo Nhân Văn ở Sài Gòn. Sự thật lúc bấy giờ miền Nam không có được báo Nhân Văn nào cả. Chỉ khi báo Nhân Văn bị đóng cửa, Sài Gòn mới có được vài tờ Nhân Văn lọt vào do kiều bào ở Pháp gửi về. Báo Nhân Dân chỉ nghe thoáng đoán mò rằng vào tháng 6 năm 1956, chính phủ miền Nam có tổ chức một cuộc triển lãm những tài liệu tố cáo Cộng sản miền Bắc không tôn trọng Hiệp định Geneva tại phòng thông tin Sài Gòn ở đường Cardinal. Sau vụ dựng đứng này, Hồ Chí Minh và đảng có lẽ cũng biết mình hố, nhưng ỷ thị vào lý lẽ của kẻ mạnh nên vẫn nhất quyết lên án nhóm văn nghệ sĩ Nhân Văn là tay sai của địch, của phòng nhì Pháp Mỹ tung vào để phá hoại chế độ. Sau đó, Hồ Chí Minh và đảng cho tổ chức học tập khắp nơi. Tất cả các đoàn thể và cán binh, luôn cả sinh viên học sinh, phải ký vào kiến nghị lên án nhóm Nhân Văn và đòi chính phủ phải có biện pháp trừng trị. Dựa vào các bản kiến nghị gọi là tầng lớp nhân dân, Hồ Chí Minh và đảng ra lệnh đóng cửa báo Nhân Văn, đồng thời tịch thu tất cả những số báo đã phát hành. Kể từ đó, Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng chế độ sắt thép với báo chí. Ngày 15 tháng 12 năm 1956, Hồ Chí Minh ký một sắc lệnh tước hết quyền tự do ngôn luận của báo chí. Kể từ đây, báo chí bị bắt buộc phải phục vụ chính quyền vô sản chuyên chính. Mọi vi phạm sẽ bị phạt tù từ năm đến trung thân khổ sai, đồng thời sẽ tịch thu tài sản nếu có. Ngày sắc lệnh báo chí của Hồ Chí Minh ban hành là ngày tất cả báo, trong đó có các tờ báo như Trong Hoa, Đất Mới, Giai Phẩm, Điều Chết, Không Cáo Phó. Sau khi ban hành sắc lệnh tước đoạt quyền tự do ngôn luận, Hồ Chí Minh và đảng bắt đầu phát động chiến dịch đấu tố văn nghệ sĩ. Công tác đầu tiên là chúng đưa đi chỉnh huấn. Cũng như những trường hợp trước đây, một số người bị đưa đi gọi là chỉnh huấn, bị áp bức tinh thần buộc phải tự tay viết tờ kiểm thảo, không sai lầm cũng phải nói rằng mình đã sai lầm. Đợt chỉnh huấn đầu tiên gồm tất cả 304 văn nhân, nghệ sĩ, nhưng 4 người cự tuyệt không đi, đó là Phan Khôi, Trương Tửu, Thụy An và Nguyễn Hữu Đan. Hồ Chí Minh ra lệnh bắt giam Thụy An và Nguyễn Hữu Đan vào nhà Hỏa Lò, Hà Nội. Trương Tửu bị cách chức giáo sư ở trường Đại học Văn Khoa, vợ bị rút giấy phép buôn bán. Riêng cụ Phan Khôi, vì đã 73 tuổi lại có người nhiều uy tín trong nước, nhất là đối với giới trí thức miền Nam nên được để yên. Tuy nhiên, cụ bị cô lập không được tiếp ai và không ai tới nhà thăm cụ.
Trong số bị đày ải này có luật sư Nguyễn Mạnh Tường, nay đã 81 tuổi, người vừa trả lời một cuộc phỏng vấn của báo Quê Mẹ Paris vào những ngày cuối năm 1889. Luật sư Tường được Hà Nội cho phép sang Pháp thăm thân nhân trong vài tháng, nhắc lại vụ nhóm nhân văn sai phẩm bị đàn áp khủng bố. Cụ Tường cho biết bản thân cụ bị tước hết mọi chức hờ đang có như giám đốc Đại học Luật Khoa, phó giám đốc Đại học Khoa Văn, chủ nhiệm câu lạc bộ trí thức, bị cắt bỏ hết mọi phiếu lương thực và bị cô lập suốt mấy chục năm, không ai dám đến gặp gỡ. Có thể cụ Tường là nhân chứng và là nạn nhân duy nhất của phong trào nhân văn giai phẩm được phát biểu trên đất nước tự do nhân chuyến đi phép cụ thể. Thực tế, các văn nghệ sĩ không phải đi chỉnh huấn học tập lao động mà bị đưa đi an trí, được giao cho các chính quyền địa phương quản thúc như những tên tù khổ sai, để cho mũi mòng chích họ thêm đủ lượng vi trùng sốt rét. Nay lá sách của những con người đã từng anh dũng chiến đấu chống Pháp đó tuy có sưng nhưng chưa rụng hẳn. Bây giờ họ bị đưa trở lại những vùng rừng thiêng nước độc mà trước đây họ đã từng lặn lội trong cuộc chiến chống thực dân Pháp suốt 9 năm trời để trả nợ. Hồ Chí Minh và Đảng áp dụng các biện pháp tàn bạo quyết liệt như vậy để bảo đảm không còn có báo chí đối lập, mà chỉ còn có báo chí của Đảng viết theo lệnh và đơn đặt hàng. Không còn bút mực nào có thể mô tả hết tâm trạng đau xót của những con người văn nghệ bị tước quyền tự do, tư duy và ngôn luận. Họ nghĩ họ đã hy sinh tất cả cho sự nghiệp kháng chiến chống Pháp, đem lại thắng lợi cho Cộng sản. Dù là vô tình và khi đã tới đích, họ sống ở Hà Nội chưa được bao ngày, thì lại bị Hồ Chí Minh đưa đi an trí vĩnh viễn nơi vùng chiến khu xưa để sống nốt những ngày an toàn. Phong kiến ngày xưa cũng chưa bao giờ bội bạc với công hầu quá thể như vậy. Đó là tình hình tự do ngôn luận hơn 30 năm về trước. 30 năm về sau, quyền tự do ngôn luận vẫn nằm nguyên trong vòng kiềm tỏa. Bọn nô bộc văn nghệ vẫn được Đảng dành cho độc quyền thủ đài cho đến lúc ở gần đây. Bọn nô bộc văn nghệ vẫn được Đảng dành cho độc quyền thủ đài cho đến lúc gần đây. Nhân khi Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư Cộng đảng dưới bút hiệu Nguyễn Văn Linh khơi mào cho cái gọi là đổi mới tư duy, nói ngay nói thẳng, mới nổi lên phong trào mượn ngòi bút văn nghệ để phơi bày những thối nát của chế độ. Từ thời điểm mới này, người dân mới bắt đầu tìm lại được đôi chút cảm hứng văn nghệ, bởi lẽ lúc này nó chứa đựng đôi chút hơi hướng phản kháng, nói lên được phần nào nỗi lòng ấm ức của người dân bị áp bức mọi bề. Tiếp nối sự nghiệp ngôn luận nhân văn đã bị bóp chết từ 30 năm nay của Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Mậu Lâm, Trần Hải, Hoàng An Hợp, Nguyễn Hữu Thu, Nguyễn Đại Giang và gần đây nhất có Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Tiêu Giao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Hoàng Tiến, Bùi Ngọc Tấn, Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang đã tạo thành một đạo quân nhân văn giai phẩm mới đầy hùng khí. Những tác phẩm và nhiều bài tham luận, bài thơ đối kháng có chiều sâu nhất, gay gắt là lên án tính phi nhân của chế độ, đáng kể nhất là Tướng Về Hưu của Nguyễn Huy Thiệp. Những Thiên Đường Mù của Dương Thu Hương, Ly Thân của Trần Mạnh Hảo, Kể Chuyện Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, tin tức về phong trào đối kháng vừa mới hồi sinh này đã bay ra hải ngoại và đã được người Việt tị nạn Cộng sản chào đón với cả một niềm hưng phấn lớn lao. Bọn nô bộc văn nghệ tất nhiên đã được lệnh hoặc tự động mở chiến dịch bài bác, chụp mũ và lời cáo buộc cũ rít nhắm vào đoàn quân tân nhân văn giai phẩm này vẫn là phản động, bôi xấu chế độ, phản cách mạng, phản quốc. Sử dụng lực lượng đông đảo văn nghệ nô bộc để đàn áp phong trào trên mặt trận tư tưởng không xong, nhà nước Cộng sản xoay sang biện pháp đàn áp vũ lực, bắt người và tịch thu tác phẩm. Tệ hại và tiểu nhân sử dụng biện pháp cắt điện thoại, cô lập không cho tiếp xúc với bên ngoài. Sau khi đọc một bài tham luận nảy lửa, đã kích việc nhà cầm quyền cấm đoán tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, đọc tại Hà Nội. Đọc tại Đại hội Nhà văn kỳ 4 ngày 20 tháng 10 năm 1989, nhà văn Dương Thu Hương đã bị Lê Đức Thọ, tay trùm đỏ bảo thủ nhất, ra lệnh cho đám lâu la của Bào Đệ, trùm công an Mai Chí Thọ bắt ngay sau khi bà rời hội trường Ba Đình trên đường về nhà. Nói chung, tất cả 8 điều trong bản yêu sách, Hồ Chí Minh và Tập đoàn Cộng sản cướp quyền không thi hành lấy một điểm nhỏ nào, không ban bố một chút quyền tự do dân chủ sơ đẳng nào cho chính đồng bào ruột thịt của mình. Như thế, bản chất lật lọng và tính giả nhân giả nghĩa của con người gian hùng ấy đã tự phơi bày rõ mồn một dưới ánh sáng mặt trời. Nói cho đúng, bản yêu cầu 8 điểm không phải là sáng kiến và ý tưởng của Nguyễn Ái Quốc mà thực sự là luật sư Phan Văn Trường.
Chính ông Trường là tác giả soạn thảo dựa sát vào đường hướng dẫn dân chủ 14 điểm của Tổng thống Mỹ Wilson. Nguyễn Tất Thành lúc ấy được phép sử dụng bí danh chung Nguyễn Ái Quốc, chỉ là người được Hội Những Người An Nam Yêu Nước ủy thác việc chuyển thư đến hội nghị Versailles. Dẫu sao thời gian này, Thành vẫn còn mang lý tưởng tranh đấu vì quốc gia dân tộc. Chưa bị chủ thuyết Cộng sản lung lạc bao nhiêu, cho nên nội dung yêu sách 8 điểm nhất định Thành phải nắm vững và hoàn toàn tán đồng. Nói như vậy là cố ý nhấn mạnh rằng, dù không phải tác giả đề xướng, Nguyễn Ái Quốc vẫn là người hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của việc mình làm, hiểu rõ lý tưởng dân chủ lòng trong 8 điểm yêu cầu. Vậy mà khi Hồ Chí Minh nắm quyền sinh sát toàn thể đồng bào ruột thịt trong tay, Hồ Chí Minh đã trắng trợn phản bội lý tưởng ấy và nhân dân Việt Nam đã bị áp bức dưới chế độ thực dân Pháp, nay dưới tay Hồ. Mức độ áp bức càng tăng gấp bội, người dân không được hưởng một chút quyền tự do dân chủ sơ đẳng nào cho đến tận ngày nay. Nguyên nhân làn sóng người Việt bỏ nước ra đi. Sau bao năm chiến tranh do Hồ Chí Minh khởi xướng với chiêu bài giải phóng miền Nam, cuộc chiến leo thang và gây tổn thất về mọi phương diện cho cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Vì nghĩa vụ quốc tế, Hồ Chí Minh muốn nhuộm đỏ tất cả hai miền, cho nên gây cảnh đổ máu, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, mùa hè đỏ lửa năm 72, người miền Nam đã ghê tởm chiến tranh nên khi được chấm dứt cảnh chém giết, tranh giành lẫn nhau, dù chấm dứt bằng cách nào đi nữa cũng đành chấp nhận. Người dân tự cảm thấy đã thoát khỏi cảnh nồi da sáo thịt và mọi người mong muốn xây dựng lại quê hương, xứ sở trong hòa bình, an cư lạc nghiệp nên sẵn sàng đem hết khả năng của mình để tái tạo cuộc sống. Nhất là nhân dân miền Nam, mặc dù mọi người trước đó có phương tiện để di tản ra nước ngoài, nhưng đa số chấp nhận ở lại với quê hương xứ sở. Vì họ là giáo sư, là bác sĩ, là kỹ sư, là giáo viên, là cán sự, là chuyên viên đủ mọi ngành nghề. Thực sự, họ muốn ở lại để xây dựng một quê hương thanh bình. Nhưng sự việc không giản đơn như mọi người tưởng khi Tập đoàn Cộng sản Hà Nội Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, đồ đệ của Hồ Chí Minh đã thi hành một chủ trương mù quáng, thâm độc đối với người dân miền Nam. Dù là một người lính cũng xếp vào ngụy quân, một công chức hạng bét cũng bị xếp vào hàng ngụy quyền. Mà ngụy là gì? Ai là ngụy? Ngụy quân, ngụy quyền miền Nam gần đồng nghĩa với nhân dân miền Nam. Ngụy là giặc. Ngụy là bất chánh, ngụy là phản quốc. Bọn đồ đệ của Hồ Chí Minh thẳng tay hành hạ người ngụy qua chiêu bài bắt mọi người đi tù dưới danh nghĩa học tập cải tạo. Nhất là khi Đỗ Mười phát động phong trào đánh tư sản năm 77-78, Hồ chiếm đoạt toàn bộ tài sản của người dân và đày ải họ đi học tập cải tạo hoặc đi vùng kinh tế mới tại những nơi vùng rừng thiêng nước độc. Với chính sách trả thù mang rợ thâm độc của Cộng sản Hà Nội tại những trại học tập cải tạo và vùng kinh tế mới chẳng có giấy bút nào diễn tả hết được. Người dân miền Nam không có việc làm, không được xin vào các việc làm tại các cơ quan, con cái không được vào học bậc đại học, học giỏi không bằng lý lịch, học tài thi lý lịch. Sau cùng người dân không còn con đường nào khác để chọn lựa, ngoài con đường sống chết vượt biên vượt biển để đi tìm tự do. Kể từ ngày Cộng sản Việt Nam thống trị cả hai miền, làn sóng người Việt bỏ nước ra đi càng ngày càng đông. Tính đến thời điểm này, gần đúng 15 năm vẫn chưa chấm dứt. Mặc dù tình thương của thế giới tự do đã cạn, con đường vượt biên lại chông gai gấp bội phần. Thái độ dứt khoát của thế giới tự do đã biểu hiện qua việc cưỡng bách hồi hương. Các quốc gia lân cận thì lại áp dụng biện pháp mạnh, xua đuổi thuyền nhân không cho cập bến. Liều mạng sống để đến được phần đất tự do thì lại bị bắt buộc phải sống trong các trại tị nạn thiếu thốn trăm bề. Các diễn tiến đã và đang xảy ra cho phép chúng ta kết luận là những người trốn thoát từ chế độ Cộng sản Việt Nam thật đã đến hồi tuyệt vọng. Không còn đất sống, nhưng oái âm thay, làn sóng người Việt bỏ nước ra đi vẫn cứ tiếp tục cuồn cuộn dân tràn và họ cũng nhận biết ra đi là nhận lãnh trăm ngàn đắng cay đau khổ và tủi nhục. Thế tại sao họ vẫn ra đi? Trong suốt chiều dài đằng đẵng của dòng lịch sử Việt Nam hơn 4.000 năm, hầu như chưa bao giờ, chưa có thời kỳ nào mà người Việt lại bỏ đất nước ra đi hàng loạt như đã và đang xảy ra, và cũng không hề có một giai đoạn lịch sử nào có như thế. Dù bị kềm kẹp trong tối tăm, qua cả ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, gần 100 năm bởi giặc Tây, mà nhân dân Việt Nam không gặp cảnh thảm đau đớn như hiện nay.
Dường như tất cả mọi bất hạnh đều dành trọn vẹn cho dân tộc Việt Nam, dù nạn đói kinh khiếp đã giết đi gần 2 triệu người, ấy thế mà vẫn không hề có làn sóng người Việt bỏ nước ra đi như trong chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Truyền thống của người dân Việt là bám đất, bám làng, bám lấy nơi chôn nhau cắt rốn, chấp nhận mọi nghiệt ngã, còn hơn là rời bỏ quê hương nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Ngay trên đất nước Việt Nam cũng có nơi đất cày lên sỏi đá, xa xôi hẻo lánh, khỉ ho cò gáy, và cũng có nơi ruộng đất phì nhiêu, đời sống thanh nhàn. Nhưng dù đất sống có như thế nào chăng nữa, tuyệt nhiên họ vẫn chấp nhận không rời nơi chôn nhau cắt rốn. Họ coi con đường mòn, lũy tre xanh, con trâu, thửa ruộng, con kênh, con rạch, ao hồ, giàn bầu, giàn bí, tất cả những gì thật thô sơ, mộc mạc là những gì gắn liền với đời họ không thể tách rời được. Cho nên có những giọng hát ngọt ngào. Quê em nghèo lắm anh ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, trời hành cơm lục mỗi năm, nhưng em không bao giờ rời bỏ quê em. Bởi vì những người rời bỏ quê nhà để đi sống một nơi khác, cũng phạm vi trong nước mà không có lý do chính đáng, thì dân làng thường khinh rẻ, cho người đó là tha phương cầu thực, ra đi vì miếng cơm manh áo, ngay trở lại quê cũ, dù cho giàu có cũng không được coi đó là điều hãnh diện, mà còn mang tiếng bỏ quê cha đất tổ chỉ vì đi kiếm sống. Còn những người vì lý do chính đáng đành phải xa lìa nơi chôn nhau cắt rốn, quê cha đất tổ thì không bao giờ quên được nơi họ sinh ra và lớn lên gọi là quê mẹ, cho nên cũng có những câu hát nói lên nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Chính vì phong tục tập quán và những ràng buộc thiêng liêng đã cột chặt con người Việt Nam vào mảnh đất sinh tử của mình, trải qua bao nhiêu thời đại đen tối thăng trầm. Truy tìm trong chuỗi ngày dài thịnh, suy của đất nước, người ta không tìm thấy có làn sóng người nào bỏ nước ra đi cả. Chỉ từ khi Hồ Chí Minh thu nhập tà thuyết Cộng sản và thực sự Hồ cầm quyền cai trị thì mới có làn sóng người Việt ra đi tị nạn. Bởi vì bỏ nước ra đi là một điều đau đớn nhất, ra đi là thập tử nhất sinh, biết bao nhiêu hiểm nguy chờ đợi, công an rình bắt trên các lộ trình đào thoát, tra khảo, tù tội, chết chóc, dọc đường đói khát, sóng gió, giông bão, hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, tai họa đến từ mọi phía. Nếu đi bằng đường bộ thì gian nguy khủng khiếp chẳng kém gì đường biển. Theo thống kê của các cơ quan điều tra, nghiên cứu về làn sóng người Việt bỏ nước ra đi tị nạn, thì số người đến được phần đất tự do chưa hẳn hơn số người chết trong biển cả, rừng sâu, mất tích, tù tội. Ước tính số người đến được phần đất tự do từ trước đến nay vào khoảng dưới 2 triệu người, do đó số người chết, mất tích, tù tội tương đương hoặc là cao hơn. Không phải bất cứ ai muốn đi cũng được, còn hàng chục triệu người muốn ra đi nhưng đâu có phương tiện để đi. Tuy nhiên phải nhìn nhận một thực tế là ai muốn đi dù biết là khó, có điều kiện và cũng khó thành công như ý nguyện, cho nên đã có câu ví von của đồng bào trong nước. Cây trụ đèn có chân đi được thì nó cũng đã bỏ nước ra đi rồi. Thoạt đầu, khi dòng người ra đi, hầu hết là người miền Nam, Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Cộng đã trân tráo bào chữa trước dư luận quốc tế rằng đó chỉ là những phần tử bất mãn của chế độ cũ, những kẻ có nợ máu với nhân dân, những thành phần tội phạm đĩ điếm, trốn tránh lao động. Nguyễn Cơ Thạch cùng đám đồ đệ của Hồ Chí Minh luôn quen thói luận điệu chụp mũ, vu cáo, tuyên truyền, xuyên tạc, cố hữu của Cộng sản đã bị hố nặng. Vì những năm sau này, số người bỏ nước ra đi từ miền Bắc cũng đông đảo, đáng nói nhất là trong đó có hàng vạn đảng viên, cán bộ Cộng sản, trong số đó có cả cháu gái của cựu Tổng Bí thư Đảng Trường Chinh, người đã nhẫn tâm đấu tố cha mình, con trai của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Duy Trinh, cựu Bộ trưởng Ngoại giao. Làn sóng người bỏ nước ra đi càng ngày càng đông và đủ mọi thành phần đã làm cho thế giới phải có phản ứng đối với chế độ tàn bạo Cộng sản Việt Nam mà từ trước đến nay Hồ Chí Minh và Tập đoàn Cộng sản đã lợi dụng dùng chiêu bài quốc gia dân tộc để đánh lừa thế giới. Làn sóng người Việt bỏ nước ra đi đã làm cho bọn phản chiến tiếp tay cho chế độ Cộng sản Việt Nam trước đây đã lên tiếng hối hận và nhận chịu là việc làm của mình sai lầm, bị Việt Cộng đầu độc. Làn sóng người Việt bỏ nước ra đi đã thức tỉnh các nước tự do, đặc biệt là nhân dân các nước đó nhận rõ hiểm họa của Cộng sản.
Mặc dầu làn sóng tị nạn cộng sản các nước Đông Âu, Đông Đức khi vượt qua bức tường ô nhục Berlin cũng phải bỏ mạng và chịu trăm ngàn nghiệt ngã, nhưng so với làn sóng người Việt bỏ nước ra đi, họ vẫn phải xúc động và không thể so sánh được. Để thấy rõ dã tâm của Cộng sản Việt Nam qua diễn biến cay đắng nhục nhã này, Nguyễn Cơ Thạch lại một lần nữa lên tiếng bào chữa trước công luận thế giới. Đó là những phần tử biến chất, những người tị nạn kinh tế. Có lẽ trong lịch sử nhân loại, hiếm có một dân tộc nào sẵn sàng chấp nhận cái chết, sẵn sàng chấp nhận hậu quả khủng khiếp để dấn thân vào những chuyến đi phiêu lưu tàn khốc trên biển, trong rừng, chỉ để đến được miền đất tự do tại bất cứ quốc gia nào nhằm mục đích duy nhất là thoát khỏi sự cai trị của chế độ Cộng sản Việt Nam. Đây là một biến cố trọng đại nhất trong lịch sử Việt Nam và là một biến cố lớn lao vừa gây xúc động, vừa gây nhiều tranh cãi nhất trên diễn đàn quốc tế. Điều kinh tởm nhất là Cộng sản Việt Nam vẫn chai lì trước dư luận lên án chế độ. Họ lại trân tráo khai thác tiền của thế giới tự do khi chính phủ Anh quyết định trả về Việt Nam những người tị nạn đang còn tạm trú trong các trại tị nạn ở Hồng Kông, cho là không đủ điều kiện được công nhận là tị nạn chính trị. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại nhẫn tâm đặt điều kiện với quốc tế phải cung cấp ngân khoản cho Việt Nam mới có thể hợp tác giải quyết được. Thật là một hành động trơ trẽn và vô nhân đạo chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Thật ra nguyên nhân khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm đất sống bắt nguồn từ thập niên 1945 khi cao trào kháng chiến chống Pháp giành độc lập bùng lên mạnh mẽ, triệt để khai thác lòng yêu nước của nhân dân khát khao tự do độc lập, Hồ Chí Minh đã khôn khéo giành lấy lãnh đạo cuộc kháng chiến. Bằng mọi mưu trước thâm độc, dần dần Hồ thực hiện một chiến dịch quy mô thủ tiêu những thành phần trí thức và những phần tử có tinh thần quốc gia thuần túy để giành lấy độc quyền lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp. Hồ Chí Minh cũng quỷ quyệt khai thác trình độ hiểu biết chính trị còn non kém của người dân tộc. Hồ Chí Minh cũng quỷ quyệt khai thác trình độ hiểu biết chính trị còn non kém của người dân, mộc mạc chỉ biết có mỗi một điều là chiến đấu để lấy lại độc lập từ tay thực dân Pháp. Kỳ dư không để tâm tới lý thuyết này, chủ nghĩa nọ. Lợi dụng sự non kém này, Hồ Chí Minh dùng mọi xảo thuật ma quỷ lái những người có nhiệt tâm yêu nước đi dần vào quỹ đạo Cộng sản. Ban đầu dưới những hình thức sinh hoạt kiểu Cộng sản, sau tới đoàn thể và cuối cùng là kết nạp đảng. Nhưng sau cùng người ta cũng phát hiện được mánh khóe của Hồ Chí Minh vừa tiến hành cuộc chiến đấu giành độc lập, vừa tiến hành kế hoạch từng bước xích hóa để sau khi đất nước được độc lập thì đồng thời cũng trở thành xã hội chủ nghĩa chư hầu của đế quốc Cộng sản quốc tế. Hồ Chí Minh cho thực hiện kế hoạch bôi xóa dần dần tất cả mọi sinh hoạt truyền thống của dân tộc, mọi tập tục phong hóa thuần túy Việt Nam, mọi sắc thái văn hóa cổ truyền đã được trân trọng giữ gìn từ ngàn xưa, thay vào đó là những lề lối sinh hoạt ăn ở, giao thoa, chung chạ nam nữ, nhảy múa rập khuôn sinh hoạt của Cộng sản Nga Tàu. Đối với người dân ở nông thôn, các tập quán từ ngàn xưa, các cổ lệ đình đám hội hè, tuy có đượm ít nhiều tính chất dị đoan mê tín nhưng vẫn kết lại thành một thứ văn hóa làng quê, là linh hồn của người dân sống nơi môi trường ruộng rẫy. Bởi vậy luôn luôn có sự gắn bó không bứt rời giữa con người và quê hương chung nhau cắt rốn và giữa các thôn làng xã. Khi đoàn quân đỏ của Hồ Chí Minh tới, việc làm đầu tiên của Hồ Chí Minh là đánh sập mọi gắn bó, liên kết, tẩy rửa nền văn hóa làng quê quý trọng để đặt lối sống tập thể thiếu nhân tính, con tố cha mẹ, vợ tố chồng, anh em bè bạn tố nhau, ý niệm gia đình bị chủ trương bôi xóa, tôn giáo bị lên án, ý niệm về Tổ quốc Việt Nam được thay bằng Tổ quốc Cộng sản. Làng mạc trở thành những trại tập trung, lũy tre xanh không còn là kỷ niệm thơ mộng mà biến thành hàng rào kiên cố trong khuôn khổ chiến dịch gọi là rào làng chiến đấu. Những người yêu nước buổi đầu hăng say vào cuộc chiến đấu chống Pháp giành độc lập, nhưng sau đó đã thấy rõ bản chất của Hồ Chí Minh là tay sai Cộng sản quốc tế. Ông ta không phải chỉ là một tay sai đơn thuần, mà là một kẻ cuồng tín điên rồ, nên chấp nhận lựa chọn con đường ít tệ hại hơn là trở về vùng Pháp đóng. Thế là Hồ lập tức lên án những người này là Việt gian phản động chạy theo thực dân Pháp chống lại nhân dân, chống lại kháng chiến. Và dĩ nhiên là thân nhân của những người này còn kẹt lại vùng Việt Minh kiểm soát đã phải gánh chịu mọi biện pháp trả thù hèn hạ của Hồ Chí Minh.
Nếu chia tiến trình ra đi tị nạn cộng sản theo mốc thời gian thì giai đoạn đề cập ở trên là giai đoạn khởi đầu, rồi tiếp theo là năm 50 đến năm 1953. Ra đi ở giai đoạn này không nhất thiết là bỏ nước, mà chỉ là bỏ làng này sang làng khác, bỏ khu vực Việt Minh chiếm đóng qua khu vực Tây chiếm đóng. Thật vậy, tuy người dân có căm hận thực dân Pháp, nhưng họ vẫn không ngại Pháp bằng Việt Minh. Giữa hai cái xấu, họ chọn cái ít xấu hơn. Khi quân của Hồ chiếm được làng xã nào, đa số người dân tìm cách chạy trốn sang các làng vùng Pháp đóng để được tiếp tục cuộc sống với tinh thần truyền thống dân tộc, chứ không phải theo Pháp. Như đã thấy, làng quê chính là núm ruột của mình, vậy mà phải sức ruột ra đi để đủ biết người dân đau khổ như thế nào. Tất nhiên là những người trốn đi ấy, sau đó bị Cộng sản lên án là Việt Sang phản quốc, bỏ tổ quốc chạy sang hàng ngũ địch. Số nào bị bắt lại thì mang ra đấu tố, cắt đầu, bêu chợ, chôn sống hoặc thủ tiêu, ám sát, vứt xác bờ ao cho chó gặm chim ăn. Đó là chưa kể tới những màn đấu tố ruộng đất ghê rợn, kinh hoàng nhất lịch sử ngoài loài người. Có thể nói ý niệm ra đi tị nạn cộng sản đã hình thành từ giai đoạn này. Tóm lại, điều mà Hồ Chí Minh đòi hỏi về tự do báo chí, tự do ngôn luận lúc chưa nắm quyền đã không hề được Hồ ban bố trong suốt khoảng thời gian dài cầm quyền và cho tới lúc Hồ chịu xuôi tay nhắm mắt. Suốt thời gian dài đăng đẳng trên 20 năm sau, bọn đệ tử của Hồ khi cai trị đất nước cũng không hề hé mở chút tự do tư tưởng nào. Có chăng chỉ là lớp sương mỏng màu mè có tác dụng dỗ dành xoa dịu mà thôi. Điều này chứng tỏ Cộng sản rất sợ báo chí, sợ tự do ngôn luận bởi đó là lực lượng có khả năng sách động hữu hiệu nhất. Là một thứ đòn bẩy tư tưởng vô cùng lợi hại, cần phải khống chế. Bởi vậy, thay vì ban bố tự do báo chí, luật báo chí của Cộng sản Việt Nam quy định hai điều 1 và điều 2 như sau. Điều 1, báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Điều 2, cơ quan chủ quản báo chí là tổ chức của đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội đứng tên xin phép thành lập cơ quan báo chí. Tính chất phi dân chủ đã lộ rõ qua hai điều luật ghi trên, đồng thời người ta cũng thấy quá rõ độc quyền thông tin và độc quyền ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểm thứ tư, quyền tự do lập hội và hội họp. Lừa bịp, lật lọng, dối trá là sở trường của Cộng sản, nói trắng tức đen và ngược lại. Lúc còn ở Pháp, Hồ Chí Minh đến hội nghị Versailles trao bản yêu sách 8 điểm. Điểm 4, đòi hỏi Pháp phải cho nhân dân Đông Dương tự do lập hội và hội họp. Sau này khi Hồ Chí Minh về nước, cướp được chính quyền thì thay đổi hẳn lập trường. Hồ Chí Minh nói như vậy nhưng sự thật không phải như vậy. Dưới chế độ liềm và búa, bất cứ người nào tự ý lập hội và tự ý hội họp cũng sẽ tức khắc bị đi tù. Hệ thống công an của Hồ Chí Minh và đảng ngày đêm rình rập và chụp mũ khi cần để bắt những phần tử mà Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị cho là có khuynh hướng đối lập. Những nơi xa xôi hẻo lánh, bị giam nhốt cách biệt nhau, để rồi bó thay nơi các vùng mạng ngược, rừng thiên nước độc, rắn rết, mũi mòng hoặc giam ở ngục tù Lý Bá Sơ. Tay chân bị xích xiềng, không được cắp mảnh áo che thân, mình trần như nhộng. Chế độ ngục tù nói lên tính chất tàn bạo, ác độc Hồ Chí Minh trong nỗ lực củng cố chính quyền Cộng sản do Hồ cầm đầu. Cho đến tận bây giờ, nhà có đám ma, đám giỗ, tiệc hỏi, tiệc cưới, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, tiếp tân, cần mời số khách từ 5-7 người trở lên là phải nộp đơn xin phép chính quyền địa phương, chứ không bao giờ được tự do nhóm họp, mặc dù các cuộc nhóm họp đó thuộc phạm vi hôn, tang lễ, quan. Còn chuyện lập hội, lập đảng là đừng bao giờ nghĩ tới dưới chế độ Hồ Chí Minh, ngoài đảng Cộng sản, điều 4 hiến pháp của Hồ đâu có chấp nhận sự hiện diện của một chính đảng nào khác. Do đó không có vấn đề lập đảng phái gì cả. Còn hội đoàn thì có nhiều, nhưng đó là những hội đoàn nằm trong hệ thống đảng Cộng sản. Kỳ dư không có hội đoàn tư nhân nào, đây là một điều tuyệt đối cấm kỵ trong chế độ Cộng sản. Điểm thứ 5, quyền tự do xuất ngoại và đi du lịch nước ngoài. Ngày trước Hồ Chí Minh đã yêu cầu Pháp ban bố tự do cho đồng bào của mình.
Nhưng đến khi cờ gặp gió lên nắm quyền chủ tịch, gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì chính Hồ Chí Minh lại thủ tiêu mọi quyền tự do của người dân. Dưới thời đô hộ của Pháp, Hồ Chí Minh đòi hỏi nhà cầm quyền Pháp phải dành cho người bản xứ quyền tự do xuất ngoại và quyền tự do đi du lịch nước ngoài. Đó là một đòi hỏi thật chính đáng vì thuộc phạm vi nhân quyền. Nhưng cũng như các điều đòi hỏi trên, đòi hỏi của Hồ cũng bị chính Hồ xóa bỏ khi nắm quyền cai trị dân trong tay. Chế độ kiềm hãm của Cộng sản Việt Nam được gọi là chế độ đằng sau bức màn tre. Dù là màn tre, nhưng mức độ kiềm tỏa không thấp hơn màn sắt, nếu không nói là ghê gớm hơn. Một con muỗi cũng không được phép lọt qua, đừng nói là con người. Cộng sản Việt Nam rất sợ thế giới bên ngoài biết được những gì đang xảy ra đằng sau bức màn tre, cho nên tất cả các biện pháp gắt gao nhất đã được huy động để ngăn chặn mọi thông tin không cho lọt ra ngoài. Con người, nhất là con người sống trong chế độ cộng sản, là một nguồn thông tin lớn lao. Như thế, làm sao cộng sản có thể chủ trương cho tự do xuất ngoại được? Vốn đa nghi hơn Tào Tháo, cộng sản nhìn quanh mình, thấy đâu cũng là điệp, địch, sợ điệp từ ngoài vào, sợ điệp từ trong ra. Cho nên chuyện cho người dân được tự do xuất ngoại là chuyện khó có trong chế độ cộng sản Việt Nam. Mặt khác, chuyện xuất dương để du học tại các nước bên ngoài quỹ đạo cộng sản là chuyện hoang tưởng. Ngay cả du học tại các nước cộng sản, anh em cũng là chuyện rất hạn chế. Bởi lẽ, cộng sản luôn có chủ trương ngu dân, dân càng ít học càng dễ trị. Cán bộ càng học ít càng dễ điều động, khiển dụng. Ai còn lạ gì chủ trương, chỉ có đảng mới có quyền có trí tuệ của đảng cộng sản. Dưới ách thống trị của Hồ Chí Minh, sự đi lại trong nước từ tỉnh này sang tỉnh nọ, địa phương này sang địa phương kia cũng không hề là chuyện dễ dàng, nói chi đến chuyện từ trong nước đi ra nước ngoài. Chỉ sau ngày Cộng sản cưỡng đoạt miền Nam thực hiện thống nhất mới có đôi chút nới nang trong vấn đề ra đi nước ngoài. Nhưng đó cũng là do áp lực của phong trào các nước tự do đòi hỏi thực thi nhân quyền tại Việt Nam và cũng do tình trạng kinh tế của Việt Cộng suy sụp đến mức không còn cách nào khác hơn là tạm mở cánh cổng rào tre, bất đắc dĩ chấp nhận sự tới lui, ra vào mới mong kiếm được chút ngoại tệ và chiêu dụ đầu tư ngoại quốc để duy trì sự cai trị của đảng Cộng sản. Điểm thứ 6, quyền tự do giáo dục và thành lập các trường kỹ thuật chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ. Vì quyền tự do giáo dục, thời Pháp cai trị toàn cõi Đông Dương không đến nỗi có sự cưỡng ép giáo dục theo một khuôn thức nào. Nhà nước Lan Sa cũng không hẳn ôm giữ độc quyền mở trường dạy học. Bằng chứng là ngoài hệ thống, các trường của nhà nước vẫn có ít nhiều học hiệu của tư nhân hay của hội đoàn tôn giáo. Trường các sư huynh, trường các sơ, trường các bang Trung Hoa và trường của tư nhân Nguyễn Văn Khuê tại Sài Gòn. Riêng chuyện thiết lập tại mỗi tỉnh một trường kỹ thuật và trường chuyên nghiệp, nhà cầm quyền Pháp cũng đã dần dần thiết lập tại một số tỉnh quan trọng như Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Biên Hòa. Riêng tại Hà Nội và Sài Gòn, Pháp cũng đã mở nhiều trường như Đại học Y khoa, Dược khoa, Luật khoa, Văn khoa. Ngân sách giáo dục của thuộc địa cũng không ưu tiên để đài thọ việc xây cất một hệ thống trường sở rộng khắp và lương bổng cho lực lượng giảng huấn. Tuy nhiên, phải nhìn thấy là thực dân Pháp không đẩy mạnh chính sách khai dân trí cho người dân thuộc địa. Họ chủ trương mở mang kiến thức cho người dân tới một mức độ vừa đủ để phục vụ cho sự trường cửu chế độ cai trị thực dân trên toàn cõi Đông Dương mà thôi. Hồ Chí Minh thấy rõ nhà nước Pháp không có thực tâm cho người dân thuộc địa được thụ hưởng trọn vẹn tuyệt đỉnh của sự học hỏi, nên đã nêu ra yêu sách này, không ngoài mục đích mưu cầu học vấn dồi dào cho người dân. Đó là một lý tưởng. Nhưng tiếc thay, khi ngồi trên tuyệt đỉnh của quyền lực, Hồ Chí Minh lại quay lại phản bội chính lý tưởng của mình. Hồ Chí Minh không thể làm khác hơn, bởi lẽ Hồ là người cộng sản mà lại là công cụ của một số quốc tế cộng sản. Nhiệm vụ của Hồ là thực hiện một xích hóa toàn cõi Đông Dương và cho vết dầu đỏ loan dần sang khắp vùng Đông Nam Á. Cộng sản chủ trương ngu dân, ngu cán bộ để giảm thiểu nguy cơ đối kháng và đảm bảo mức độ phục tòng. Điều này ai cũng rõ, là Hồ Chí Minh cấm không có trường tư. Cụ thể, khi Cộng sản chiếm miền Nam đã có quyết định đóng cửa các trường tư và dùng các cơ sở này làm nơi ăn ở cho cán bộ. Chính tác giả quyển sách này đã bị Cộng sản buộc phải ký biên bản bàn giao hai trường trung học, một trường trung học tư đệ thục đệ nhất và đệ nhị cấp Hưng Đạo, tọa lạc tại số 22 Đại lộ Lê Lợi, Huế,
2, trường trung học tư thục Thiên Bình tại số 9 đường Hòa Bình, Thành Nội, Huế. Rồi sau đó lấy cơ sở giáo dục này sử dụng vào việc khác, bên ngoài Cộng sản không đóng cửa các trường công lập, không giới hạn mở thêm các phân khoa đại học, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn có cách kiềm hãm mức phát triển học vấn qua chính sách gạn lọc lý lịch trong các kỳ thi, bỏ bê trường sở trong tình trạng hư nát, lơ là đối với lời kêu đói của tập thể giáo chức. Tất cả những thủ thuật này cộng thêm tình hình kinh tế đói kém đã tụ hội lại thành một thứ động lực thôi thúc học sinh bỏ học, thầy, cô bỏ dạy vì đồng lương chết đói. Hồ Chí Minh không quan tâm tới chuyện càng ngày số học sinh càng ít đi, trái lại còn rất vừa ý vì dẫu sao tình trạng này cũng ăn khớp với chủ trương thâm độc của chủ nghĩa Cộng sản. Đảng phải nắm quyền, trí tuệ, bởi vậy người ta không lấy làm lạ tại sao khi nắm quyền cai trị, Hồ Chí Minh không thực hiện điều mà Hồ đã đòi hỏi, thiết lập mỗi tỉnh một trường kỹ thuật và chuyên nghiệp. Mặt khác, đảng cũng nắm luôn độc quyền giáo dục, không ai khác, không một tư nhân nào có quyền xen vào hoặc chia sẻ quyền giảng dạy cả. Không có hệ thống trường tư nào được chấp nhận, không có một giáo án, giáo trình, phương pháp, đề tài nào, môn học nào được giảng dạy mà không có sự kiểm soát của đảng. Điểm thứ 7, thay thế chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. Dưới thời thực dân Pháp, đô hộ toàn cõi Đông Dương và viên toàn quyền cai trị nhân dân ba nước thuộc địa này bằng sắc lệnh. Điều này có nghĩa là ông ta có quyền ban hành các pháp lệnh mà không cần phải tham khảo, thông qua hay xin được phê chuẩn bởi bất cứ một cơ quan luật pháp dân cử nào, tức là không hề có một chế độ dân chủ thuộc địa Đông Dương. Người dân bị trị không được quyền có tiếng nói, không được quyền có ý kiến đối với pháp lệnh do một cá nhân cầm quyền ban ra. Trong khi đó, tại chính quốc Pháp, Cộng hòa Pháp vẫn phải trụ hình trên một nền tảng dân chủ chặt chẽ với sự phân chia quyền rõ rệt. Hành pháp, lập pháp và tư pháp trong một phạm vi giới hạn, Tổng thống Cộng hòa được quyền ký sắc lệnh, nhưng trong đa số các trường hợp, sắc lệnh của Tổng thống phải thông qua Quốc hội, tức phải có sự phê chuẩn của người đại diện của mình tại cơ quan lập pháp. Chế độ nào cũng quy định các đại biểu dân cử tại Quốc hội có quyền soạn thảo đạo luật sau khi tham khảo ý kiến của người dân, và luật này cũng phải qua tiến trình phê chuẩn của Quốc hội trước khi trao cho Tổng thống. Tiến trình dân chủ này không được áp dụng tại các thuộc địa. Người dân bị trị hoàn toàn phụ thuộc vào quyền cai trị độc nhất của một người. Nhân đức thì nhờ, độc ác thì chịu. Hồ Chí Minh đòi hỏi chính phủ đô hộ phải bỏ chế độ cai trị sắc lệnh và thay thế bằng chế độ đạo luật để người dân có được chút quyền và ý kiến đối với lại luật pháp liên quan trực tiếp với đời sống. Đến khi Hồ thay thế thực dân Pháp, nơi ghế cầm quyền chẳng những Hồ và môn đệ hoàn toàn thủ tiêu lý tưởng dân chủ mà còn bóp siết dân chủ bằng chế độ cai trị vô cùng độc tài. Hồ cai trị toàn bằng sắc lệnh và bằng cả một lực lượng công an hung ác, lúc nào cũng ghim súng lục sau lưng mỗi người dân. Mọi ý niệm về dân chủ nghị viện đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Thực ra phấn son dân chủ nghị trường, nhưng thực tế ai cũng thấy rõ đó chỉ là lớp phấn son tô điểm không hơn không kém. Nói gọn, đã không ban bố dân chủ tự do, Hồ còn bóp chết bằng chế độ công an trị sắc máu. Một lần nữa, Hồ phản bội lại chính những gì Hồ đã kêu gào đòi hỏi. Điểm thứ 8, có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại nghị viện Pháp để giúp nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ. Ở điểm thứ 7, Hồ Chí Minh yêu cầu nhà nước Pháp cai trị bằng chế độ đạo luật và nhắm dụng ý chuyển tiếp sang đòi hỏi thứ 8, yêu cầu để dân bản xứ được bầu đại diện của mình vào nghị viện Pháp. Hồ Chí Minh muốn Pháp ban bố chức quyền dân chủ cho ba nước Đông Dương. Sự hiện diện của đại biểu thường trực của người bản xứ tại cơ quan lập pháp cũng đảm bảo được phần nào quyền lợi nhân dân trong vùng đất bị cai trị. Đòi hỏi của Hồ là vô cùng chính đáng. Nó tiêu biểu cho tinh thần thượng tôn dân chủ, nhưng buồn thay, khi Hồ và tập đoàn thống trị của y cai trị chính đồng bào ruột thịt, thì tinh thần thượng tôn dân chủ đó, nơi con người của Hồ không còn nữa. Cứ nhìn thành phần đại biểu của cái gọi là Quốc hội của Cộng sản thì rõ. Chỉ gồm toàn thành phần đảng viên trung kiên, tối thiểu cũng phải là những đoàn viên hoặc đối tượng đảng. Còn nữa, sinh hoạt chính trị của đám gọi là đại biểu Quốc hội này tại diễn đàn nghị viện được thu gọn lại có mỗi một động tác duy nhất là đưa tay biểu quyết theo lệnh ngầm và nhịp nhàng khớp với các bàn tay cò mồi đưa lên. Tuyệt nhiên không có bóng dáng của đại diện chân chính của người dân thấp cổ bé miệng, như vậy có khác gì nghị viện Pháp không có chấp nhận sự hiện diện của người đại diện bản xứ.
thêm một lần nữa điều Hồ Chí Minh đòi hỏi thực dân Pháp ban bố lại chính là điều mà Hồ chối thực thi khi nắm trọn quyền hành.